Mến chào quý vị và các bạn. Gió biển đang đi trên một con đường quê hương xã Hải Long. Và bây giờ thì bắt đầu tới xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Một con đường Long Sơn và có lẽ rằng cơ sở hạ tầng thì cũng khá là ok rồi. Nhưng cái con đường này nó xấu vào bậc nhất của huyện Hải Hậu. Không số 1 thì cũng là số 2 quý vị và các bạn ạ. Rất mong các cơ quan chức năng sẽ đầu tư cái con đường Long Sơn này để tốt hơn nữa. Tại xã Hải Cường thì đã đầu tư con đường rất đẹp rồi. Và đây phía bên này có một cái doanh nghiệp đang xây dựng một cái công ty rất là lớn tại đây. Đó, mọi người có thể thấy là cái con đường này rất cũ rồi và không đầu tư thì gió biển đang đi xe và nó dập dềnh như kiểu là mình đi trên biển vậy. Một con đường cũng khá là thẳng. Và con đường này nếu như mà đi ra Thịnh Long thì con đường này nếu như được đổ đẹp thì nó còn gần hơn cả cái con đường quốc lộ 21 ở phía Yên Định ra hướng Cồn. Ở khu vực xa Hải Cường thì độ rất đẹp rồi. Ngày xưa thì các cụ làm đường và đào sông đó, rất là nhiều những cái con kênh nhỏ, con sông ở những cái vùng quê, các xã ở huyện Hải Hậu thì là rất là đầy đủ đó. Đây là đặc trưng của vùng miền quê hương Hải Hậu nói riêng và những cái huyện ven biển nói chung đó. Mọi người về quê hương Hải Hậu thì nếu như vào những cái xã như xã Hải Đường, xã Hải Long rồi xã Hải Phong, Hải Toàn thì thực sự là chỉ đếm cái cây cầu này rồi đếm rong này hoành bao nhiêu, đó là cái đặc trưng. Và đây là gió biển đã tới chỗ cái khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Long rồi. Đi mà đồng bằng mà cảm giác dập dềnh như trên vùng núi vậy. Thậm chí bây giờ như cái khu vực đường rừng núi nó còn rất là đẹp để cho anh em đi phượt đó. Và lái xe nâng này đã tham gia giao thông tại địa phận đường xã Hải Long rồi. Có những bác chở những cái vật liệu xây dựng cũng rất là nguy hiểm. Và rất là nhiều những cái chiếc xe, những xe container cũng chằng chống một cách rất là ẩu nên lại đi đường có gì đó nó bất an. Đây, và gió biển đã tới khu vực này thì có một cái cây đa đó. Cây đa này có lẽ là một cái di tích và gió biển thấy là từ hồi còn rất là lâu rồi, từ hồi gió biển 5, 7 tuổi, 10 tuổi đã thấy cây đa này rồi. Cây đa này nó có niên đại hàng trăm năm tuổi. Đó, gần 30 năm trước, khoảng độ 27, 28 năm trước gió biển đã thấy cái cây đa đó rồi. Hiện tại thì gió biển đang đi trên chiếc xe VinFast VF5. Và chiếc xe này thì cũng chạy tạm ok mọi người, với cái mức giá hơn 500 triệu. Nếu mà chưa mua pin thì hơn 400 triệu. Về cơ cấu về khu vực xã Hải Long này thì không có gì nổi trội cả. Bởi vì đây là một con đường xã và không có thông tuyến huyết mạch với những cái con đường trục chính, nên cái việc có phát triển của bà con ở đây nó vẫn là một cái gì đó nó khó khăn, nó trở ngại trên cái tuyến đường Long Sơn trên địa bàn huyện Hải Hậu. Ngày xưa thì mọi người và các bên lãnh đạo thường hay có cái câu điện đường trường trạm đó, điện đường trường trạm. Mà bây giờ thì trạm y tế cũng phát triển rồi các thứ, rồi đi trường học thì cũng khang trang xây mới, rất là nhiều thứ nữa. Nhưng cái con đường này thì là một cái con đường đi vào lịch sử Long Sơn đó, nó có gì cổ cổ. Mà thậm chí những bác nào đi xe ô tô mà nó ồn, độ ồn cao thì cũng như một cái màn hình thức tra tấn cái thính giác của người đi đường vậy. Thật sự là nó hơi ồn khi mà đi qua con đường này, rất xấu. Và chẳng hiểu sao bên đầu tư thì không thấy đầu tư ra xây dựng một cái con đường chỗ này cho nó khang trang hơn. Việc vận chuyển và đi lại nó có cái con đường bằng phẳng đẹp thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và thậm chí cái bộ mặt của xã, rồi cái diện mạo của xã nó sẽ là ok hơn. Được biết huyện Hải Hậu thì là một trong những huyện tiêu chuẩn nông thôn mới rất là sớm của quốc gia luôn đấy. Nhưng mà hiện nay thì đây là một cái điểm chê đó. Con đường này nó buồn quá.
nay gió biển đi thì đi trên con đường gợi bao kỷ niệm và nỗi buồn. Rồi, trở lại với xã Hải Long thì bỏ qua cái việc con đường này, nó xấu thì cũng đã xấu rồi. Đó, con đường kém quá. Ở đây thì chia sẻ với mọi người đây, những cái cây cầu nhỏ nhỏ bên sông này. Có lẽ là làm cây cầu này cũng rất lâu rồi nhưng mà cũng không có lan can hành lang gì. Ô tô không đi qua được và chỉ xe máy đi qua được thôi. Đó, những cây cầu đặc trưng. Và ngày xưa thì giáo biển đi lang thang ở phía hướng xuống xã Hải Phong, huyện Hải Hậu cũng có rất là nhiều cây cầu, họ làm rất là nhỏ nhưng mà khá là cao. Đó, thì nó rất là khó khăn và đi qua rất là sợ lơi xuống sông. Hiện tại thì gió biển đã tới địa phận xóm 1 xã Hải Long rồi. Đây, những cái cầu nhỏ nhỏ chằng chống bằng sắt này. Thời buổi bây giờ là rất là phát triển rồi, để những cái cầu đấy cái diện mạo nó kém đi. Trong khi đó thì các ông xây một cái cổng chào xã nó rất là hoành tráng như thế này. Đấy, cổng chào xã ấy nó phải tiền tỷ, mấy tỷ mà sao lại để cái điện đường trường trạm với lại cái mấy cái cây cầu nó buồn quá. Có lẽ là đầu tư theo một cái diện mạo ở trang mở đầu thôi, cái phần thân và phần kết là nó không có. Rồi, chia sẻ đến mọi người một hình ảnh xã Hải Long, huyện Hải Hậu. Bây giờ gió biển đã qua tới cầu Tùng Lâm rồi. Bên này là có một cái ngôi chùa mọi người, một ngôi chùa đó gọi là chùa Tùng Lâm. Ngôi chùa này thì cũng khá nổi tiếng, nó tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất nổi tiếng, có tên tuổi. Và nói đến cầu Tùng Lâm và chùa Tùng Lâm thì ai cũng biết. Đây là một số chiếc xe khách từ dưới khu vực dưới kia đấy, và chạy lên Lạc Quần, khu vực Trực Phú, các thứ chạy thông tuyến lên đây. Người ta chạy lên đây để đi thẳng lên tuyến trên Lạc Quần, chứ người ta không chạy sang Liễu Đề. Chỉ có một số chiếc xe buýt là chạy sang bên đấy thôi. Đây rồi, đâu đó thì xã Hải Phương đây, diện mạo xã Hải Phương, huyện Hải Hậu cũng ok mọi người. Đang có gì đó tiềm tàng phát triển, bởi đây là một cái trục đường thông tuyến thẳng về trung tâm huyện Hải Hậu. Đoạn này thì cho cái giới hạn tốc độ 50 thôi. Khu đông dân cư. Cái này là ban chỉ huy quân sự huyện Hải Hậu. Đó. Tới đằng kia thì có một số cái nhà hàng. Ở Hải Hậu thì có mấy cái nhà hàng cơ mọi người. Mấy cái khu đô thị rất là nhiều nhà hàng, chứ không phải mấy nhà hàng. Đó. Những cái quán buffet, rồi các quán trà chanh, rồi các thứ. Cũng có rất những cái view rất là đẹp. Đấy. Chè Hà Nội, rồi nha khoa Hà Nội cũng đầy đủ. Tiêm chủng vaccine. Và video clip này gió biển xin kết thúc tại đây, chia sẻ với mọi người một con đường quê, những cái nét đặc trưng của quê hương Hải Hậu. Xin chào và hẹn gặp lại.